Chào mừng bạn đến Học viện Kế toán Việt Nam và tôi là Lê Hoàng. Hôm nay là ngày Chủ nhật và cũng là thời điểm nóng của kỳ báo cáo tài chính năm 2015. Nên tôi cũng tranh thủ một ít thời gian để lên sóng và hướng dẫn cho các bạn cách lập một số các cái biểu của báo cáo tài chính. Như thời điểm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách lập bảng cân đối kế toán rồi hy vọng rằng với bài hướng dẫn đấy thì các bạn đã có cho mình được những cái phương pháp lập báo cáo tài chính và hiểu rõ cái nguồn căn của báo cáo tài chính của cân đối kế toán và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái bảng tiếp theo đó chính là cái bảng báo cáo về hoạt động kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kết quả kinh doanh thì theo dõi theo thời kỳ tức là tập hợp toàn bộ doanh thu và chi phí của cả kỳ lại đúng không ạ để xác định ra lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ và bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái file excel của học viện công việt nam do chính các bạn học viên đã từng học tập ở đây lập nên và tôi sẽ tận dụng cái dữ liệu này để giúp các bạn lên được báo cáo kết quả kinh doanh à, trên màn hình là cái báo cáo kết quả kinh doanh đúng không ạ cái mẫu của nó và chúng ta sẽ phải lấy số liệu cho cột số năm nay À, cột số năm trước thì các bạn sẽ căn cứ vào sổ sách kế toán của năm trước tức là căn cứ vào báo cáo tài chính của năm trước để các bạn chuyển dữ liệu của năm trước lên thì cột số năm nay của báo cáo tài chính năm trước đúng không ạ sẽ là cột số năm trước của cái báo cáo năm nay thì các bạn cứ nhớ như vậy và các bạn chuyển dữ liệu nó lên còn bây giờ thì tôi sẽ giúp các bạn lấy dữ liệu cho cột năm nay thôi tức là chúng ta sẽ căn cứ vào dữ liệu kế toán của năm nay để chúng ta lấy dữ liệu lên cái số của cái cột năm nay này À, trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên chúng ta có những chỉ tiêu thứ nhất đúng không ạ cái mã thứ nhất đó là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ. Đấy, thì căn cứ để lập nên cái cột năm nay là như thế nào thì các bạn sẽ căn cứ vào à, cân đối số phát sinh năm, các bảng cân đối tài khoản phát sinh năm và các sổ sách kế toán liên quan đến những cái chỉ tiêu ở trên cái cái kết quả kinh doanh này. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cho cái chỉ tiêu thứ nhất, các bạn gõ dấu bằng đúng không ạ? À, thực ra thì các bạn có thể dùng công thức để chúng ta lấy dữ liệu về cũng được, nhưng mà mỗi một cái chỉ tiêu trên kết quả kinh doanh này nó chỉ tương ứng với một tài khoản mà thôi. Thế do vậy chúng ta cũng không nhất thiết phải đặt công thức mà chúng ta dùng dấu bằng thì chúng ta liên kết dữ liệu sang cũng được à, các bạn chuyển sang cân đối năm ở bên này và các bạn tìm đến tài khoản 511 đó. các bạn hãy tìm đến cái cân đối phát sinh của các bạn nhé sau đó các bạn tìm cho tôi tài khoản doanh thu đúng không ạ này doanh thu bán hàng của chúng ta đây à, trong doanh thu bán hàng của tôi thì có ba cái nhóm doanh thu đúng không ạ bán hàng thành phẩm và dịch vụ thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái số tổng cộng là doanh thu bán hàng các bạn lấy bên nợ hay bên có đều được cả bởi vì nguyên tắc đầu năm khi chúng ta kết chuyển sẽ không còn dư đúng không ạ và tổng bên nợ sẽ phải bằng tổng bên có các bạn nhấp phím enter các bạn có 1 tỷ 064 triệu 80.000 đồng Ok à, cái chỉ tiêu thứ hai là các khoản giảm trừ doanh thu thì trong trường hợp này các bạn phải chi tiết ra là chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán hay là hàng bán bị trả lại Đó. thì bây giờ chúng ta quay về cân đối năm chúng ta xem nhóm tài khoản 521 hiện tại thì chúng ta có một tài khoản 5212 hàng bán bị trả lại lưu ý các bạn là tôi đang hướng dẫn cho các bạn theo quy định số 48 Thế cho nên là giảm hàng bán bị trả lại thì có tài khoản là 5212 các bạn quay về kết quả kinh doanh đúng không ạ tìm đến dòng hàng bán bị trả lại gõ rõ bằng chuyển sang cân đối năm và chúng ta nhấp vào cái số liệu tương ứng ok các bạn enter à, đến với bước này thì các bạn nhìn thấy là doanh thu thuần của chúng ta sẽ bằng một trừ hai đúng không ạ tức là sẽ bằng gì ạ doanh thu mà trừ đi giảm trừ doanh thu trong trường hợp này tôi sẽ phải tính tổng lên cái mạng số 2 cái đã đúng không ạ các bạn à, dùng hàm sum đúng không ạ rồi các bạn tính tổng cho tôi ba cái nhóm này à, như vậy các bạn đã có các khoản giảm trừ doanh thu. Đến thời điểm này các bạn tính được doanh thu thuần bằng cách lấy doanh thu trừ các khoản giảm trừ doanh thu. Enter. Các bạn có 1 tỷ 0.56 triệu. Tiếp đến, giá vốn hàng bán, đây chính là số liệu của tài khoản 632 thì mời các bạn bấm dấu bằng chuyển sang cân đối phát sinh năm của các bạn và nhấp cho tôi vào số phát sinh của tài khoản 632 và enter. Tiếp đến, các bạn tính cho tôi lợi nhuận gộp à, đúng không ạ lợi nhuận gộp thì sẽ bằng doanh thu thuần trừ đi diện trừ đi giá vốn hàng bán đây các bạn nhìn thấy 20 bằng 10 trừ đi 11 các bạn gõ dấu bằng và lấy chỉ tiêu số 10 trừ đi thì chỉ tiêu số 11 sẽ ra là lợi nhuận gộp chúng ta có 315 triệu hơn doanh thu tài chính đây là chính là dữ liệu của tài khoản 515 các bạn gõ dấu bằng và chuyển sang cân đối năm tìm đến cho tôi tài khoản 515 doanh thu tài chính của chúng ta đây enter À, chi phí tài chính, chúng ta gõ dấu bằng chuyển sang tìm đến tài khoản 635, 635. Ok enter. Ở à, trong nhóm chi phí tài chính này đúng không ạ? Nếu có bao nhiêu là chi phí lãi vay thì các bạn chi tiết ra phía dưới này. Trong trường hợp này của chúng ta thì toàn bộ cái cái uh, chi phí tài chính này chính là chi phí lãi vay đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gõ dấu bằng và chuyển xuống phía dưới này. Đó. Các bạn lấy dữ liệu nó xuống luôn. Còn trong trường hợp nếu mà có cả những cái chi phí tài chính mà từ những cái cái giao dịch khác thì các bạn phải chi tiết trong quá trình các bạn hạch toán nhé. À, chi phí về uh, quản lý kinh doanh trong đó chi phí bán hàng các bạn gõ dấu bằng và chuyển sang cân đối năm tìm đến chi phí bán hàng. Trong trường hợp này theo quy định số 48 tài khoản chi phí bán hàng là 6421 các bạn. Chọn đúng dữ liệu của nó và nhấn enter. Tiếp đến chi phí quản lý 6422 các bạn chuyển sang tìm đúng vị trí của nó và nhấp enter. À, đến đây thì chúng ta sẽ tính ra được là lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh à, 30 bằng 20 cộng 21 trừ 22 trừ 24 Các bạn gõ dấu bằng 30 của chúng ta Đâu ạ à, Sorry các bạn bây giờ chúng ta sẽ phải tính lại cái chỉ tiêu 24 này một chút là Bằng 24A cộng với 24B Rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ tính là chỉ tiêu 30 sẽ bằng 20 này Đúng không ạ Cộng với 21 tức là cộng doanh thu đấy ạ Trừ đi 22 là trừ đi chi phí tài chính và trừ đi 24 tức là trừ đi chi phí quản lý kinh doanh các bạn đang có 571.000. Tiếp đến các bạn có thu nhập khác, chính là số phát sinh của tài khoản 711 các bạn chuyển về 711. Enter. Chi phí khác thì các bạn gõ số bằng chuyển sang cân đối năm và tìm đến tài khoản 811. Ok. Bây giờ lợi nhuận khác thì các bạn sẽ bằng gì ạ? 31 32. Tức là bằng doanh thu khác à xin lỗi bằng thu khác trừ chi phí khác các bạn có hơn 9 triệu. À, lợi nhuận kế toán trước thuế của chúng ta đúng không ạ? 50 sẽ bằng à, 30 cộng với bao nhiêu ạ? 40. Ok, 30 cộng với 40. 9 triệu đúng không ạ à, Đến bước này chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Thì các bạn sẽ gõ dấu bằng và chuyển sang cân đối năm tìm tài khoản 821 Các bạn nhập Enter Và do vậy lợi nhuận sau thuế của các bạn sẽ bằng năm 50 đúng không ạ Trừ đi 51 Và các bạn có 9 triệu 0 trăm Bao nhiêu ạ 47 nghìn ở đây à, Kết quả này có đúng hay không à, Thì để kiểm tra được kết quả có đúng hay không Thì các bạn phải biết nguyên lý của nó đúng không ạ À, đây là lợi nhuận à, sau thuế chưa phân phối của năm nay chính là gì ạ? số dư của tài khoản 4212 trên cân đối phát sinh năm. Và trong trường hợp này các bạn tính ra nó đang có lãi thì có nghĩa là sẽ đối chứng với số dư có của tài khoản 4212. Trên cân đối năm các bạn tìm đến tài khoản 4212 của tôi. Đây, chúng ta có hơn 13 triệu đúng không ạ? Tôi sẽ Ctrl B để đậm lên và tô cho nó một cái màu để các bạn dễ nhìn đây đó thì các bạn sẽ có là hơn 13 triệu. Như vậy là cái kết quả kinh doanh của chúng ta đã lập chưa chính xác. Vậy thì lý do tại sao đúng không ạ? À, bây giờ thì tôi sẽ giúp các bạn phân tích lý do. À, chúng ta tìm đến sổ sách của các tài khoản liên quan đến những cái diện đến những cái khoản thu chi ở trên này, các bạn chuyển về số cái. À, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy tài khoản 511 thì phát sinh bên nợ, à, phát sinh bên có của tài khoản 511 chính là cái phát sinh tăng trong kỳ đúng không ạ Còn phát sinh nợ chính là các trường hợp chúng ta kết chuyển hoặc là chúng ta bị giảm chiều doanh thu đấy, Thì các bạn nhìn thấy ở đây tôi có một cái phần kết à, phần giảm chiều doanh thu đúng không ạ Đây đối ứng 911 là kết chuyển này Đối ứng 521 đây là tôi kết chuyển giảm chiều doanh thu này đó à, Tiếp theo ở phía dưới này à, tôi có một cái món là gì đấy ạ Đối ứng 131 và nó phát sinh ở bên nợ đấy. Thế thì cái món này là gì đấy ạ Tôi sẽ zoom lên cho các bạn xem đúng không ạ các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta đang có một cái khoản điều chỉnh giảm đơn giá. À như vậy trong trường hợp này thì uh, cái doanh thu của chúng ta bị giảm do điều chỉnh đơn giá chứ không phải là do chúng ta kết chuyển. Thế do vậy cái khoản này là chúng ta đã uh, bị giảm trong kỳ rồi, nhưng mà theo cái số liệu trên 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 sổ sách thì nó vẫn cộng lại tổng cộng là 1064 và trên cân đối năm, các bạn chuyển cân đối năm các bạn cũng nhìn thấy là doanh thu của chúng ta là 1064. Do vậy là gì ạ? Bây giờ để đảm bảo tính chính xác thì chúng ta phải loại trừ cái gì ạ? Chúng ta phải loại trừ cái 2 triệu mốt này đúng không ạ? Ra khỏi cái cái doanh thu của chúng ta bởi vì đây không phải là doanh thu trong kỳ. Các bạn chuyển về cân đối năm. Các bạn bấm vào cái ô này. À, xin lỗi các bạn chuyển về kết quả kinh doanh, bấm vào cái chỉ tiêu thứ nhất là doanh thu hàng hóa cung cấp dịch vụ. Các bạn sẽ chuyển lên thanh công thức và trừ đi 2 triệu mốt. Enter đó Thì bây giờ doanh thu của bạn còn 1 tỷ mươi triệu Các bạn có nhiều cách để các bạn trừ 2 triệu mốt này nhé đấy, Các bạn có thể uh, liên kết công thức hay là các bạn có thể gõ như tôi hay một cái phương pháp nào đấy tùy các bạn à, Tất nhiên là uh, ở tại Học viện Cái Nói Việt Nam của chúng tôi thì đối với cái cái phương pháp học ấy Thì uh, tất nhiên là uh, chúng tôi sẽ có những cái cái cách để giúp cho các bạn học viên là có thể uh, theo dõi tự động được những khoản này Chứ không phải chúng ta phải đi tìm tòi một cách thủ công như thế này đâu ạ À, cái file Excel của chúng tôi tại học viện Việt Nam thì à, có được những cái cái thiết kế để thiết lập để các bạn học viên có thể à, tự động setup được những cái um, khoản mà bị giảm như thế này và khi lên báo cáo kết quả kinh doanh như các bạn đang xem ở đây thì nó sẽ tự động loại trừ cái hai triệu mốt này ra chứ không phải trừ thủ công như thế này à, trong trường hợp tôi đang hướng dẫn cho bạn đây đấy thì à, cái cái um, phương pháp kia thì tôi chưa chưa thể hướng dẫn cho các bạn ở đây được bởi vì nó hơi phức tạp một chút nếu các bạn muốn trải nghiệm thì có thể đến trực tiếp học viện người việt nam để được trải nghiệm những cái phương pháp đấy à, tiếp đến thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại một chút xem cái doanh thu ở dưới ạ ô oh, chúng ta chỉ còn có bao nhiêu thôi ạ sáu triệu đúng không ạ sáu triệu thôi à, trường hợp này thì lại càng không đúng đúng không ạ bây giờ chúng ta cùng kiểm tra tiếp một cái tài khoản nữa đó là giá vốn hàng bán đi đúng không ạ các bạn chuyển về số cái và lọc tìm cho tôi tài khoản 632 đây là số cái của tài khoản 632 và các bạn thì cùng tôi tìm hiểu. Bên nợ sẽ là phát sinh tăng trong quá trình chúng ta xuất bán trong kỳ và bên có là các trường hợp kết chuyển đúng không ạ? Đấy. Kết chuyển đối ứng 91 là đúng rồi đúng không ạ? À, đến đây chúng ta có một khoản hơn 6 triệu đối ứng là 155 và nội dung của nó là gì ạ? Các bạn cùng theo đọc ở đây. Đấy, nội dung của nó là nhập kho hàng bán bị trả lại như vậy trong trường hợp này là chúng ta bán hàng nhưng mà bị khách hàng trả lại hàng dẫn đến là cái giá vốn của chúng ta giảm nhưng mà À, sổ sách thì nó vẫn cứ đọc theo cái tổng cộng thôi và nó đọc ra 740 và trên cân đối năm của chúng ta thì cái gì ạ cái giá vốn của chúng ta nó cũng tổng hợp được là 740 bao gồm cả cái giá vốn của hàng bán bị trả lại do vậy bây giờ các bạn lập kết quả kinh doanh thì các bạn phải tự động loại trừ cái khoản giảm giá à, cái khoản hàng cái khoản giá vốn mà bị giảm này ra thì bây giờ chúng ta cùng xem cái số tiền của nó là bao nhiêu đây ạ, tôi sẽ copy cái ô này đúng không ạ? 7 triệu 600 hơn chuyển về kết quả kinh doanh. À, chúng ta sẽ paste value vào đây. Đó, chúng ta sẽ có cái con số này, Đó. À, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ phải loại trừ con số này ra khỏi cái giá vốn đúng không ạ? Các bạn bấm vào giá vốn hàng bán và chuyển lên đây, các bạn trừ nó đi. À, trừ đi bao nhiêu ạ? À 6 triệu đúng không ạ? một 315. Enter. Rồi ừ, các bạn còn bao nhiêu ạ? 734 triệu hơn thôi. À, và bây giờ các bạn hãy cùng tôi kiểm tra kết quả. À, lợi nhuận của bạn đã là 13 triệu 382.615 đồng Các bạn hãy cùng so sánh với chỉ tiêu diện à, Với tài khoản 4212 đúng không ạ Cân đối năm 4212 à, Như vậy là các bạn đã có con số chính xác Bằng với tài khoản dư có của tài khoản 4212 Đấy à, Thì như vậy là các bạn đã lập chính xác được cái bảng diện Báo cáo kết quả kinh doanh các bạn đã lập chính xác được kết quả kinh doanh và như vậy thì các bạn lưu ý cho tôi là gì? Ở trong quá trình các bạn doanh nghiệp của các bạn hoạt động, à, nếu mà à, chúng ta không có các khoản tăng giảm về doanh thu chi phí như vậy ấy, thì các bạn lấy dữ liệu tôi cần nói năm là ok. Nhưng nếu các bạn có những cái khoản đặc thù như trong cái video mà tôi đã hướng dẫn cho bạn như vậy, thì các bạn cũng phải cần kiểm tra lại xem là các cái sổ sách mà à, của những cái tài khoản liên quan đến doanh thu chi phí thì có điều gì xảy ra hay không à, để tránh trường hợp là chúng ta làm sai về báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đúng không ạ? như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh à, nếu các bạn muốn theo dõi thêm nữa các bạn muốn hiểu chi tiết thêm hơn nữa thì các bạn có thể bấm vào À, trên màn hình đấy có cái đường link thì các bạn bấm vào đấy và sẽ dẫn về website của học viện của việt nam ở à, trên đấy thì sẽ có bài viết chi tiết à, hướng dẫn cho các bạn từng chỉ tiêu và cách dẫn liệu cách lấy số liệu cho từng chỉ tiêu à, các bạn cũng có thể tham khảo các chương trình đào tạo tại học viện của việt nam để các bạn có thể à, biết cách à, lên được cái báo cáo kết quả kinh doanh này một cách tốt hơn và tại học viện của việt nam ấy thì chúng tôi à, có những cái phương pháp để có thể giúp các bạn học viên à, lấy được dữ liệu về kết quả kinh doanh một cách tự động và nó cũng sẽ tự động loại trừ ra những cái khoản mà giảm giá rồi giảm giá vốn đấy, những cái khoản đấy thì nó sẽ được tự động loại trừ ra chứ chúng ta không phải làm thủ công như tôi vừa mới hướng dẫn các bạn. Bởi vì là tôi hướng dẫn các bạn thì một phần là qua gì ạ? qua online đúng không ạ? Và cái phương pháp kia thì nó cũng khá là phức tạp hơn một chút. Thế cho nên là tôi hướng dẫn cái nào đơn giản nhất để các bạn hiểu trước. Còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể đến trực tiếp tại Học viện qua Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Học viện Quay Việt Nam. Và nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy nhấn nút like và nút đăng ký để tiếp tục nhận được những video mới nhất từ Học viện qua Việt Nam. Và cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành tôi trong suốt những cái thời gian qua. À, chúc các bạn học tập tốt, à, chúc các bạn sức khỏe, thành công. À, xin chào và hẹn gặp lại.